Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và tôi là Thanh Liêm. Còn tôi là Thùy Dương. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak trình diện tại trụ sở Ủy ban chống tham nhũng quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố bản đồ sạt lở trơn trượt, 17 tỉnh miền núi nằm trong nhóm nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng nhiều mô hình mới trong điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, đường sắt Việt Nam thay đổi giờ chạy của nhiều tuyến tàu hỏa. Câu chuyện từ nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến đời sống của những người dân sinh sống quanh đường tàu. Mohamed Salah, tiền đạo của Liverpool đang trở thành nguồn cảm hứng mới của thanh niên Ai Cập. Trong những ngày vừa qua, mưa lớn gây ra lũ lụt ở Sri Lanka đã khiến cho ít nhất 8 người thiệt mạng. Theo cơ quan đối phó thiên tai Sri Lanka, khoảng 38.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Hàng ngàn người dân ở vùng trũng buộc phải sơ tán khi mực nước 4 con sông chính ở nước này dâng cao. Ông Kamanadan, giám đốc cơ quan đối phó thiên tai Sri Lanka cho biết, quân đội đã đến trợ giúp người dân sơ tán. Tổng cộng có 5.000 binh sĩ đã đưa người dân tại 6 quận bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt đến những nơi cao hơn. Mùa mưa tại Sri Lanka thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9. Từ tháng 11 đến tháng 2, nước này cũng thường xảy ra mưa lớn. Một loại virus hiếm gặp truyền bệnh từ loài rơi ăn quả đã khiến 10 người tại Ấn Độ tử vong. Một quan chức y tế ở bang Kerala của Ấn Độ cho biết các trường hợp tử vong được xác định là do virus Nipah gây ra. Hiện hơn 90 người bị cách ly do dịch bệnh của loại virus này. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều người lo ngại về sự gia tăng dịch bệnh trên. Thông báo cho biết 12 trong số 18 người được xét nghiệm đã có kết quả dương tính với virus Nipah. Trong đó thì 10 người đã tử vong và những người còn lại hiện đang được điều trị. Hiện nhà chức trách Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Triệu chứng nhiễm virus Nipah giống như triệu chứng cảm cúm và thường dẫn đến viêm não và hôn mê. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, rơi ăn quả được xác định là loài truyền bệnh chính và hiện chưa có vaccine cho loại virus này. Hôm qua 22 tháng 5, một máy bay quân sự đã rơi tại miền Tây Thái Lan, khiến một phi công thiệt mạng và một phi công khác bị thương nặng. Theo Tân Hoa Xã, tai nạn xảy ra vào ngày 22 tháng 5 khi máy bay rơi xuống đất và bốc cháy. Các mảnh vỡ của máy bay xấu số cũng được tìm thấy trên cây và bãi cỏ gần một đập nước. May mắn không có thương vong trên mặt đất. Cư dân gần hiện trường vụ tai nạn cho biết họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và sau đó là những cột khói đen bốc lên. Theo các nhân chứng, phi công đã không thể kiểm soát được tình hình khi đó. Lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu. Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Cũng trong ngày 22 tháng 5, thì cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đến trụ sở Ủy ban chống tham nhũng quốc gia theo lệnh triệu tập của cơ quan này trước đó 2 ngày để giải thích về một khoản tiền chuyển khoản đáng ngờ trị giá 10,6 triệu đô la Mỹ vào tài khoản của ông. Theo một thành viên của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Malaysia, những bằng chứng thu thập được cho thấy hơn 10 triệu đô la Mỹ được chuyển từ chi nhánh SRC International thuộc quyền quản lý của nhà nước tới tài khoản riêng thuộc về ông Najib Razak. SRC International ban đầu là một chi nhánh của quỹ đầu tư công MDB, nhưng đến năm 2012 đã được đặt trực tiếp dưới quyền quản lý của Bộ Tài chính Malaysia. Vào thời điểm đó thì ông Najib Razak kiêm nhiệm cả hai chức vụ Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính. Theo một số nguồn tin, hàng trăm triệu đô la Mỹ thuộc quyền quản lý của SRC International đã biến mất, và đó chỉ là một phần trong những tình nghi tham nhũng lớn hơn tại quỹ MDB đang được điều tra. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa rất to. Đợt lũ tiểu mãn đầu mùa này, nguy cơ cao có thể gây ra sạt lở đất ở nhiều điểm, nên các phương tiện di chuyển trên những cung đường sáng nay ở vùng núi cần phải hết sức đề phòng.
Hiện nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao đang có xu hướng lấn về phía tây. Lượng mưa đo được trong 5 giờ qua từ 23 giờ ngày 22 tháng 5 đến 4 giờ ngày 23 tháng 5 ở một số nơi như Hoàng Su Phi, Hà Giang 114mm, Xín Mần, Hà Giang 78,2mm. Đây là lượng mưa được xem là lớn vào khoảng thời gian xuất hiện lũ tiểu mãn. Điều đáng lo ngại là mưa cấp tập trong thời gian ngắn như trên là rất nguy hiểm bởi mực nước trên các sông suối nhỏ dâng lên rất nhanh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa dao động trong khoảng từ 30 đến 50mm. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng vừa công bố đề án điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đá đất đá ở các vùng miền núi Việt Nam. Theo thông tin từ đề án này thì hiện nước ta có tới 17 tỉnh khu vực miền núi có nguy cơ trượt lở đất đá cao. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết từ các kết quả điều tra hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2017, các chuyên gia đã xác định được trên 500 xã tại 17 tỉnh miền núi gồm các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn, Hà Tĩnh và Quảng Bình có nguy cơ trượt lở đất đá từ trên cao đến rất cao trong mùa mưa. Trong đó, khu vực 20 xã trọng điểm thuộc 4 tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái được khoanh định có những khu vực vùng nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân và các công trình xây dựng cơ bản như điện, đường, trường, trạm phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2017 đã có tới 36 km đất ven sông tại tỉnh này bị sạt lở, ước tính thiệt hại trên 30 tỷ đồng. Điều đáng quan tâm hiện nay là sạt lở vẫn còn tiếp tục diễn ra và một số hộ dân bị ảnh hưởng ngày một tăng lên. Trong khi đó, các cụm tuyến dân cư để di rời, bố trí cho người dân thì đang thiếu, không có vốn xây dựng, người dân vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu. Những vết nứt, cây cối lần lượt đổ ụp xuống sông luôn là nỗi ám ảnh cho người dân thuộc khu vực ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm hộ dân phải chịu cảnh mất đất, mất nhà do sạt lở bờ sông Tiền. Thì phải sợ, nó sụp lâu vô các mười mấy mét á, sợ lắm. Bây giờ ngủ nghe bằng đêm bằng hôm sụp bất tử cũng sợ lắm. Gần đây nước nhất là mà cỡ 20 bữa mới sụp một đợt vừa rồi. Toàn huyện Thanh Bình còn hơn 300 gia đình như gia đình ông Sang, nằm trong diện phải di rời khẩn cấp nhưng chưa thể đi, bởi các cụm tuyến dân cư giai đoạn 1, giai đoạn 2 đều đã lấp đầy. Thì huyện tiếp tục là công tác tuyên truyền, thứ hai là cái vận động người dân là di rời nhà ra khỏi cái vùng sạt lở. Nhưng một khó khăn hiện nay của huyện là các cái cụm tuyến dân cư cũng như là đất công là cũng không còn. Ngoài Thanh Bình, huyện Hồng Ngự, thì tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tình hình sạt lở cũng hết sức phức tạp. Ở khu vực 1.500m, chưa có kè bảo vệ đã xảy ra sạt lở. Mới nhất là vào cuối tháng 4 vừa qua, sạt lở tại khu vực này đã diễn ra với chiều dài 55m, ăn sâu vào đất liền khoảng 10m. Cái đất ở ngoài bờ sông Tiền nó sạt lở nghiêm trọng quá nên tôi không có dám đầu tư vào để tôi làm nhà. Đối với cái đoạn 1.500m còn lại thì trong cái vành đai sạt lở còn khoảng là 150 hộ. Thì nếu mà tình hình sạt lở còn diễn ra nữa thì các cái hộ trong cái khu vực này thì sẽ rất khó khăn trong cái việc di dời cũng như là cái điều kiện sinh hoạt hàng ngày cũng như là về cái nơi ở. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh đã ghi nhận 66 điểm sạt lở mới, chiều dài là 36 km, ăn sâu vào đất liền 30m. Trong đó, có trên 4.000 hộ dân nằm trong vành đai nguy hiểm. Đặc biệt, có hơn 2.000 hộ dân thuộc diện phải di rời khẩn cấp. Trước mắt thì tỉnh đang tăng cường cái công tác là kiểm tra cái lòng dẫn, khuyến cáo người dân là những người có điều kiện thì di dời về hộ người thân, và đồng thời tăng cường cái giải pháp quản lý về quy hoạch là không cho xây cất các cái công trình nhà ở cũng như là vật kiến trúc nằm ở cặp cái mé sông cũng như là trong, đặc biệt là trong các vành đai sạt lở.
Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị chính phủ xem xét hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng để có thể khắc phục ảnh hưởng của sạt lở, đồng thời bố trí nhà ở cho hơn 4.000 hộ dân. Tối qua, sau khi làm các thủ tục xét nghiệm cuối cùng, thì 50 em học sinh bị ngộ độc nghi cho do trà sữa ở Quảng Ngãi đã được xuất viện cho về nhà. Cơ sở bán trà sữa cũng bị tạm đình chỉ hoạt động để cơ quan chức năng kiểm tra mẫu, tìm ra nguyên nhân cuối cùng. Chiều qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi ra quyết định tạm đình chỉ cơ sở bán trà sữa Win Chip Chip ở thành phố Quảng Ngãi. Đoàn thanh tra liên ngành đã lấy một số mẫu nguyên liệu làm trà sữa và rau câu tại cơ sở này để gửi đi kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc. Dự kiến tuần tới, các cơ quan chức năng công bố kết quả phân tích mẫu. Trước đó, ngày 21 tháng 5, 50 học sinh lớp 3B trường tiểu học Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tức ngực. Trong đó có 19 học sinh ngộ độc nặng phải nằm điều trị. Chị Đỗ Thị Thanh Liêm, giáo viên chủ nhiệm lớp 3B trường tiểu học Trần Phú cho biết, tại buổi liên hoan cuối năm, mỗi học sinh được phát một ly trà sữa do hội phụ huynh học sinh đặt mua. Sau 15 phút uống trà sữa, hàng chục học sinh phải nhập viện cấp cứu. Thời tiết nắng nóng khiến nhiều bệnh tật dịch bệnh gia tăng, nỗi lo quá tải tại các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến trung ương. Ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, số lượng bệnh nhi tới khám tăng vọt, thậm chí là quá tải, nhất là bệnh viêm màng não. Những ngày nắng nóng, khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Trung ương đông hơn thường lệ. Bệnh viêm màng não đang khiến cho nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Các bác sĩ cho biết trong những ngày đầu nắng nóng, mỗi ngày khoa tiếp nhận ít nhất từ 4 đến 5 ca viêm não. Đối với những bệnh nhi khi vào viện được chẩn đoán mắc bệnh viêm não, các bác sĩ sẽ nhanh chóng điều trị cho trẻ nhằm tránh được những di chứng về thần kinh có thể xảy ra. Ngoài viêm não, bệnh đường hô hấp cũng khiến cho các bác sĩ gặp áp lực vì lượng bệnh nhân tăng cao. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân và đặc biệt là trẻ nhỏ khi có những dấu hiệu sốt, rối loạn tiêu hóa, nôn, các triệu chứng liên quan đến tổn thương hệ thần kinh trung ương, co giật, ly bì, chi giác lơ mơ, hôn mê, kém vận động, cần phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Vâng, thưa quý vị, như bản tin trước đây VTC14 đã đưa tin, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia phát đi lời kêu gọi thân nhân các gia đình có người thân bị chết não, hiến tặng cho học sinh 16 tuổi Nguyễn Anh Đức một trái tim để ghép, để sự sống của em có thể được nối dài. Vâng, thưa quý vị, tuy nhiên thì phép màu đã không xuất hiện. Nam học sinh lớp 10 này đã qua đời sau 3 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Nguyễn Anh Đức, 16 tuổi, quê Thái Bình, bị giãn cơ tim giai đoạn cuối, suy tim nặng, ra đi trong sự tiếc thương của các cán bộ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Suốt 3 tuần qua, trong khi các bác sĩ cố gắng kéo dài sự sống cho Đức bằng máy móc, thuốc, thì các cán bộ Trung tâm Điều phối Ghép tạng nỗ lực vận động, kêu gọi những gia đình có người thân chết não đồng ý hiến tạng với hy vọng có trái tim phù hợp ghép cho Đức. Thế nhưng máy móc hiện đại đến đâu cũng chỉ giúp cho bệnh nhân trẻ được cầm cự được 3 tuần. Không có người hiến tim phù hợp. Cậu thiếu niên ấy từng có cơ hội khi một người chết não cùng nhóm máu, nhưng sau đó thì gia đình người mất muốn con mình được nguyên vẹn khi về với đất mẹ. Vào cuối năm ngoái, Đức bị sốt cao, điều trị tại nhà giảm sốt, vài ngày sau dần mệt lả. Sau thời gian điều trị tại Viện Tim mạch Quốc gia Bệnh viện Bạch Mai, Đức đã chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để chờ được ghép tim. Vào trưa ngày 28 tháng 4, trái tim thiếu niên đột ngột ngừng đập. Các bác sĩ liên tục ép tim, chiến đấu suốt nhiều giờ để giành giật sự sống cho Đức. May mắn tim của bệnh nhân đã đập trở lại và được duy trì sự sống nhờ hệ thống ECMO. Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia phát đi lời kêu gọi thân nhân các gia đình có người thân bị chết não hiến tặng Đức một trái tim để ghép. Tuy nhiên, phép màu đã không xuất hiện. Vâng, thưa quý vị, viêm cơ tim cấp là căn bệnh ngày càng phổ biến hơn ở người trẻ. Điều lo ngại nhất là diễn tiến của bệnh rất nhanh với những triệu chứng như cảm cúm thông thường. Bệnh viện Chợ Giấy đã kịp thời cứu sống khoảng 100 bệnh nhân mắc loại bệnh này trong tình trạng khẩn cấp với sự hỗ trợ của máy tuần hoàn ngoài cơ thể ACMO. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, một bệnh nhân nhập viện Chợ Giấy với triệu chứng mệt, khó thở. Tại cơ sở y tế gần nhất, bệnh nhân được xác định là viêm cơ tim cấp, nguy cơ tử vong chỉ được tính bằng phút. Ngay sau đó, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Giấy trong tình trạng hôn mê, phải bóp bóng thở, huyết áp tụt. Trước tình hình nguy cấp đến tính mạng, Bệnh viện Chợ Giấy đã bỏ qua những thủ tục hành chính. Bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức cấp cứu để tiến hành đặt ECMO. Đây là phương pháp oxy hóa máu màng ngoài cơ thể, cứu sống bệnh nhân trước nguy cơ suy gan, suy thận, tử vong do viêm cơ tim cấp. Có khoảng 100 bệnh nhân tại Chợ Giấy được cứu sống tương tự, hầu hết đều là bệnh nhân nghèo và được hỗ trợ viện phí từ phòng công tác xã hội và nhà hảo tâm.
Cách phòng ngừa viêm cơ tim cấp là tiêm vaccine ngừa virus cúm và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Sau khoảng hơn một năm đưa vào thử nghiệm mô hình điều trị giải cứu tránh phải cắt cụt chi cho bệnh nhân bị đái tháo đường, các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp các chuyên khoa trong phương pháp điều trị loét chân do đái tháo đường kết hợp với nhiều loại kháng sinh thế hệ mới để kiểm soát nhiễm trùng. Và điều này đã giúp tỷ lệ cứu sống chi cao gấp 3 lần so với trước đây. Nhiều bệnh nhân tưởng chừng phải cắt bỏ chi cũng đã bình phục nhanh chóng nhờ mô hình này. Đây là những gì còn sót lại của hai bàn chân ông Trương Văn Sang sau 2-3 lần phẫu thuật cắt bỏ phần chi bị nhiễm trùng, hoại tử vì có tiền sử mắc bệnh đái tháo đường 10 năm. Cách đây khoảng 1 năm, ông Trương Văn Sang phát hiện dưới chân mình có một mụn nước nhỏ, nghi bị gút. Sau đó vết mụn này nhanh chóng lan rộng, các phần chi còn lại khiến ông luôn cảm thấy đau nhức, bừng mủ. Tiểu đường nó quá nhiễm trùng lẹ quá đi, thấy mới có một chút xíu thôi là nó ảnh hưởng ăn luôn cái lò, nó ngoại tử cái giò. Thì hôm nay lên được Đại học Y Dược, thì hôm nay nó nông mạch máu, nó làm được cái cứu đường máu xuống mới nuôi được cái giò, mình mới không cắt được nữa, chứ mấy bệnh viện kia vô là đầu cắt ngang đầu gối không mà. Theo thống kê của các chuyên gia y tế, cứ mỗi 30 giây thì có một ca bệnh nhân bị đoạn chi vì đái tháo đường. Điều này đã làm giảm chất lượng cuộc sống và tăng nguy cơ tử vong. Để nhanh chóng giải quyết được vết thương, mô hình đa chuyên khoa như chuyên khoa về nội tiết đái tháo đường, chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình, chuyên khoa về lồng ngực mạch máu và chuyên khoa về tạo hình thẩm mỹ đã mở thêm cơ hội cho các bệnh nhân đái tháo đường bình phục nhanh. Chính riêng ở Đại học Y Dược thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều trường hợp mà nhập viện đái đường có loét chân và nhiễm trùng và dẫn đến là khi vết loét rất là khó kiểm soát. Sau khi mà chúng tôi phối hợp đa chuyên khoa như vậy thì mang lại kết quả nó rất là khả quan. Hội chứng liên chuyên khoa, thứ nhất chúng tôi mời bác sĩ về ngoài máu để giúp cho bệnh nhân tái thông mạch máu, giúp cho cái vết thương lành được tốt hơn. Thứ hai chúng tôi mời bác sĩ về chỉnh hình để cắt lọc vết thương, giúp cho vết thương lành được tốt. Và thứ ba là sau đó chúng tôi sẽ chăm sóc vết thương và điều trị kháng sinh cũng như là cắt lọc những vết thương, chăm sóc mỗi ngày và kiểm soát các yếu tố về bệnh lý nội khoa để giúp cho bệnh nhân hồi phục được vết thương nhanh hơn. Hiện nay những người mắc bệnh đái tháo đường có loét chân và bị tắc động mạch chân thường lớn tuổi, có nhiều bệnh kèm theo như tăng huyết áp tim mạch, suy thận. Do vậy các bác sĩ cũng khuyến cáo mặc dù bệnh đái tháo đường nói chung và biến chứng bàn chân nói riêng rất nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu người bệnh kiểm soát được chế độ sinh hoạt của mình và thăm khám thường xuyên. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 mới đây đã phối hợp với các đơn vị triển khai mô hình công tác dân vận Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân năm 2018. Theo đó, hàng ngàn ngư dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Khó khăn về địa lý, khó khăn về kinh tế. Thế nên với bà Nguyễn Thị Nhàn, được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí này thực sự ý nghĩa với mình. Trạm y tế Thành An, rất nhiều người ngồi chờ để đến được mình. Bệnh hoài, bị bệnh tai biến nữa. Thì gia đình cũng khó khăn á, thuốc uống tự miễn phí được quà nữa, cũng vui lắm. Và nhất là những người cảnh, nói chung là chăm lo sức khỏe cho những người, đặc biệt đối tượng là ngư dân, vừa chăm sóc sức khỏe và vừa kể cả trang bị những cái tủ thuốc cấp cứu cho người dân trang bị trên ghe nữa. Với các hoạt động thiết thực góp phần hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền quốc gia, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 còn tặng quà cho những gia đình chính sách, ngư dân tham gia khám bệnh. Mục tiêu đồng hành với ngư dân là thông qua cái việc khám sức khỏe, chữa bệnh cho ngư dân, thì đây là một trong những cái chủ trương rất lớn của lực lượng cảnh sát biển. Để thông qua đây thì một phần để tham gia đóng góp cái việc khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe cho bà con để có sức khỏe tốt, để yên tâm bám biển. Ngoài ra cái mục tiêu chính đó là để thông qua cái hoạt động này để giúp cho bà con hiểu rõ hơn về cái chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển. Đấy, là đó là luôn đồng hành với bà con trong những cái chuyến vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế cũng như là tham gia giữ chủ quyền biển đảo của quốc gia.
Cũng trong đợt này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 trao tặng 150 tủ thuốc, 150 bình chữa cháy mini, phao cứu sinh cho bà con ngư dân. Đồng thời hướng dẫn cho người dân những kỹ năng thoát hiểm và cứu người đuối nước trên biển. Thưa quý vị, chắc hẳn những ngày gần đây, người tiêu dùng đang hoang mang trước thông tin 36,25% mẫu ớt bột nhiễm độc tố nấm aflatoxin. Hoang mang, lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu vì aflatoxin là độc tố rất nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan. Và nhất là khi mẫu bột ớt mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lấy lại phủ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Vậy tại sao ớt cay vốn là một loại gia vị dùng hàng ngày trong các bữa ăn lại thành ớt độc? Phóng sự sau đây sẽ cho quý vị câu trả lời. Nhìn từ xa, ai cũng nghĩ đây là con đường rực màu hoa phượng vĩ của thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, đó lại là một đại lộ của thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Nhuộm đỏ mặt đường chính là ớt. Không có lò sấy khép kín, việc hong phơi ớt phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Điều này lý giải một phần nguyên nhân vì sao bột ớt nhiễm nấm mốc. Có nhiều khi là nó chưa được khô hoàn toàn, họ đã đưa vô bảo quản. Và chuyện bảo quản là nó không đảm bảo. Cái chỗ thứ nhất là cái bao bì là nó không có kín. Cho nên là nó dẫn tới cái chuyện nguyên nhân thứ hai là do cái điều kiện thời tiết. Sau khâu phơi nắng, ớt được dồn vào các bao ni lông chất bừa bộn trên sàn nhà. Nếu ớt chưa khô hẳn thì đây sẽ là lúc nấm mốc sinh sôi và nhân rộng. Quảng Ngãi là một trong 11 tỉnh thành có mẫu ớt bột bị phát hiện chứa độc tố nấm mốc aflatoxin trong đợt kiểm tra vừa rồi. Vốn chỉ quan tâm đến chất phẩm màu Roramin B trong ớt bột, ông Phạm Tiến Dũng, người dẫn đầu đoàn thanh tra không khỏi bất ngờ trước kết quả 95 trên tổng số 262 mẫu bột ớt vượt dư lượng aflatoxin. Nhiều bao mà tải ớt bột để ngay cạnh mương nước mà không có che đậy gì cả, mở ra để bán thì cái đó là ẩm thấp là nó là đương nhiên vi nấm sẽ phát triển, thì cái đó là cũng là một cái nguyên nhân chính trong cái việc mà cái lượng aflatoxin B1 là có cái hàm lượng cao như vậy. Chúng tôi phát hiện được cả cái sa tế là những cái ớt bột mà đã được nghiền ra và được trưng bằng dầu. Thế mà cái lượng aflatoxin vẫn vượt ngưỡng thì cái điều đó chứng tỏ là khi mà đã nhiễm cái này thì không thể dùng được nữa. Sau khi dự trữ trong kho, ớt sẽ được đem nghiền thành bột và tiêu thụ tại các chợ. Tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội, đủ loại bột ớt được bày bán. Trong đó có những gói bột ớt 30, không bao nhãn, không xuất xứ, không hạn sử dụng như thế này. Không được đóng gói kỹ, chỉ được buộc sơ sài, khó tránh khỏi nguy cơ độ ẩm xâm nhập vào bên trong. Theo các chuyên gia, chỉ tiêu độ ẩm đối với bột ớt là 11%. Nhưng những lúc thời tiết miền Bắc nồm ẩm, độ ẩm lên tới 98% thì không ai có thể chắc chắn rằng những túi bột ớt này có bị nấm mốc xâm nhập hay không. Cùng với đó, những túi bột ớt không ghi hạn sử dụng thì đôi khi với người bán hàng, hạn dùng là vô hạn. Ở Vũng Tàu này bao giờ thì chị mới hủy bỏ cái ớt bột này đi. Chị bảo bao giờ chúng tôi thấy cái màu ớt nó chuyển sang màu trắng, nếu không còn màu đỏ nữa thì chúng tôi mới vứt. Có nghĩa là nó đã nhiễm từ rất là lâu rồi nhưng mà cũng không biết. Thế thì chúng tôi đã lấy một cái gói ớt đỏ, còn màu hẳn hoi, đổ ra thì trong đã kéo dây cả, tức là mốc, kéo nhằng ở trong ấy rồi. Tôi cảm thấy cũng có sự hoang mang tại vì thường ngày mùa hè là mình cũng hay sử dụng cái gia vị đấy để chấm các thứ hoa quả hay là cái gì đấy. Rất khó để người tiêu dùng phân biệt được bột ớt an toàn với bột ớt nhiễm nấm mốc vì độc tố đã xâm nhập khi chúng ta chưa nhìn thấy mốc hoặc bột ớt đã chảy nước. Và số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy cả bột ớt ngoài chợ lẫn siêu thị đều có chứa aflatoxin. Trong hai ngày 21 và ngày 22 tháng 5 năm 2018, khắp các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh, bầu trời liên tục rơi vào cảnh âm u, dày đặc sương mù. Nhiều người dân cho biết họ cảm nhận không khí ngột ngạt, khó thở vào hai ngày trên. Trước hiện tượng này, cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác định xem là đây có phải là hiện tượng mù khô hay là không. Cùng thời điểm với hiện tượng bầu trời mù mịt kèm theo cảm giác ngột ngạt khó thở mà người dân cảm nhận được,
Vào lúc 9 giờ ngày 22 tháng 5, trạm đo chỉ số chất lượng không khí AQI của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra chỉ số 155, nằm ở mức căng điểm không lành mạnh. Trước hiện trạng này, thì Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiến hành kiểm tra để làm rõ thông tin có hay không là mù khô. Cũng theo đơn vị này, hiện nồng độ khí độc ở Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng gia tăng, nguyên nhân cho thấy là từ khí thải của các phương tiện tham gia giao thông và nguồn khí thải từ các nhà máy, khu công nghiệp ở hai tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai. Trong khi đó, phía Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho rằng do các cơn mưa gần đây làm tăng độ ẩm, khí lạnh xuất hiện, từ đó khói bụi các chất ô nhiễm không thể khuếch tán, có khả năng tạo ra hiện tượng mù khô. Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật vừa diễn ra vào sáng ngày hôm qua tại hội trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với các chương trình như hội chợ việc làm, cuộc thi Miss Sakura kết hợp sự kiện đón nhận chứng chỉ chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Việt. Tất cả đều đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn nam nữ sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Là một trong những chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Nhật của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chứng chỉ Nhật ngữ JALTES có thể coi như là một cánh cửa mở ra cơ hội giao lưu về học thuật cũng như văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam. Theo đó là cơ hội du học cho không ít những sinh viên Việt Nam nếu muốn tu nghiệp và phát triển bản thân ở đất nước mặt trời mọc. Bên cạnh các hoạt động hội chợ việc làm, các hoạt động khám phá và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa Nhật Bản, thì Miss Sakura 2018 có lẽ chính là sân chơi được chờ đợi nhiều nhất. Được biết, hầu hết những gương mặt nữ sinh viên ưu tú có thành tích học tập tốt cùng năng khiếu nghệ thuật xuất chúng đều đã hội tụ tại sân chơi này. Dưới sự góp mặt của ban lãnh đạo trường cùng với Hoa hậu Hoàn Vũ Phạm Hương, ngày hội năm nay càng trở nên hào hứng và ý nghĩa hơn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục điểm báo với những tin tức đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Trên trang tư báo Thanh Niên có bài viết phân tích thực chất cơ cấu tăng trưởng. Động lực tăng trưởng từ đâu, sao tăng trưởng cao mà thu ngân sách trung ương không đạt? Tình hình tội phạm nhức nhối là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội đề cập tại phiên thảo luận tại tổ sáng ngày 22 tháng 5. Đồng tình với báo cáo của chính phủ khi lần đầu tiên trong nhiều năm chúng ta đạt được tất cả các chỉ tiêu, GDP cũng tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây, 7,38%. Nhưng Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước khuyến nghị cần phải phân tích một cách thực chất về cơ cấu tăng trưởng. Tăng trưởng của GDP như vậy là tăng trưởng của lĩnh vực nào, là lĩnh vực FDI hay là lĩnh vực kinh tế thuần Việt? Cần phải có sự phân tích bởi vì chúng ta thấy tăng trưởng cao song thu ngân sách vẫn không đạt, đặc biệt là nguồn thu ngân sách trung ương, công ăn việc làm vẫn rất khó khăn, đầu tư công rất hạn chế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó khăn, đời sống của nhân dân cũng khó khăn. Ông cũng nêu hàng loạt vấn đề và đề nghị phải làm rõ cơ cấu tăng trưởng để đánh giá thực chất tăng trưởng có mang lại những lợi ích và đời sống của người dân hay không nhằm định hướng lâu dài. Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội, FDI hắt xì hơi và nền kinh tế phát sốt sẽ tiếp nối mục điểm báo ngày hôm nay. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đưa ra nhận định động lực tăng trưởng chính chủ yếu dựa vào khai thác dầu khí, than, kiều hối và đóng góp của doanh nghiệp FDI đã gây ra khá nhiều ý kiến khác nhau trong phiên thảo luận tại tổ vào sáng ngày 22 tháng 5. Trước trao đổi của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Dương Quốc Anh đã xin phép thay mặt Ủy ban Kinh tế xin lỗi Chính phủ về điều đó. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ mong muốn lắng nghe các ý kiến đánh giá phân tích rõ hơn, thuận lợi, khó khăn để điều hành nền kinh tế đi đúng hướng hơn. Phó Thủ tướng cho rằng báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế hôm qua chưa nhìn nhận đúng và khách quan về tình hình kinh tế xã hội khi đưa ra nhận định. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt bền vững, động lực tăng trưởng chính chủ yếu và dựa vào khai thác dầu khí, than, kiều hối và đóng góp của khối doanh nghiệp FDI. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7 năm 2017. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng đất nước đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngân nhận định tăng trưởng quý 1 năm 2018 đạt 7,38%, cao nhất trong 10 năm qua, một phần do so với năm trước đã không đạt cao. Năm trước không cao do Samsung có sự cố vì dòng sản phẩm Galaxy Note 7 là có vấn đề, gặp khủng hoảng phải thu hồi.
năm nay không có khủng hoảng nên mặt hàng này đóng góp cho sản xuất lớn. Mặt khác, Formosa quý 1 năm 2017 chưa đi vào hoạt động, giờ đi vào hoạt động rồi thì đã đóng góp một phần khá lớn cho tăng trưởng GDP. Thành phố Hồ Chí Minh quyết trị tiếng ồn, nhan đề của bài đăng trên trang 4 và trang 5 báo Tiền Phong. Ô nhiễm tiếng ồn từ lâu đã là nỗi ám ảnh của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Để chấn chỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố này vừa chỉ đạo các sở ngành quận huyện cung cấp đường dây nóng để người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và đồng thời thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp xử lý tin báo cho người dân. Ông Trần Minh Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cho biết, địa phương đã xử lý việc các nhà hàng quán nhậu mở nhạc với âm thanh lớn từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc xử lý cũng chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, nhắc nhở chứ khó xử phạt vì thiếu các phương tiện dụng cụ chuyên môn. Ông Huỳnh Mẫn, Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho biết rất ủng hộ chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố. Thực tế lâu nay phường cũng thường xuyên nhận được phản ánh của người dân, tuy nhiên khâu xử lý gặp lúng túng do cán bộ phường thiếu kiến thức chuyên môn, phương tiện để đo tiếng ồn và do đó Ủy ban nhân dân phường đã phải mời phòng tài nguyên và môi trường cử cán bộ cùng xuống để xử lý. Việc này gây mất thời gian và không đem lại hiệu quả ngay tức thì. Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ chạy thận xảy ra chết người mới phân công nhiệm vụ và đây cũng là nội dung được đăng tải trên trang 11 báo Tiền Phong sáng hôm nay. Ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình tiếp tục xét xử vụ án vô ý làm chết người khi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Trong khi đó, tại tòa, đại diện công ty Thiên Sơn thừa nhận có ký hợp đồng với bệnh viện vào ngày 25 tháng 5 năm 2017. Căn cứ trong hợp đồng dựa trên luật đấu thầu nhưng thực tế, Thiên Sơn chỉ nhận báo giá của Bệnh viện Hòa Bình, không tham gia đấu thầu. Cũng theo đơn vị này, tại Bệnh viện Hòa Bình có 12 trong số 19 máy chạy thận được Thiên Sơn lắp đặt hình thức xã hội hóa. Hiện tại công ty Thiên Sơn đã bàn giao 8 máy, còn 5 máy thuộc sở hữu của Thiên Sơn. Thiên Sơn đặt máy xã hội hóa ở bệnh viện khi đủ ca chạy, ví dụ 4.500 ca chạy thận và bệnh viện trả một khoản tiền nhất định thì máy thuộc sở hữu của bệnh viện. Đại diện công ty Thiên Sơn nói về việc ăn chia trong chạy thận. Phía Thiên Sơn cho biết hợp đồng quy định công ty hưởng 90% và Bệnh viện Hòa Bình là hưởng 10%. Trước việc có những lời khai giống nhau, từng dấu chấm, dấu phẩy giữa mình và ông Hoàng Đình Khiếu, bị cáo Hoàng Công Lương khai được điều tra viên cho xem bản khai do của ông Khiếu để viết theo. Trao đổi với phóng viên về lời khai sinh đôi này, luật sư Nguyễn Chiến cho rằng đương nhiên không đúng theo quy trình tố tụng, pháp luật cấm việc thông cung, mớm cung hay là dụ cung. Những lời khai tài liệu chứng cứ thu thập không tuân thủ theo quy trình tố tụng thì được coi là vi phạm tố tụng, không được sử dụng làm chứng cứ hoặc không có giá trị chứng minh. Khép lại chuyên mục điểm báo ngày hôm nay là bài viết được đăng tải trên trang 6 báo Hà Nội mới của tác giả Đỗ Minh với nhan đề Thích ứng biến đổi khí hậu để phát triển. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng cho biết, sản xuất nông nghiệp của Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Tuy nhiên, năng lực thích ứng đối phó với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp còn hạn chế, trong khi các hiện tượng cực đoan của thời tiết ngày càng phức tạp và bất thường. Theo Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, biến đổi khí hậu sẽ là mối đe dọa lớn đối với nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và sinh kế của người dân. Bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào về sinh cảnh sẽ ảnh hưởng đến năng suất và sự an toàn nuôi trồng thủy sản. Tiếc rằng nhiều người vẫn nghĩ biến đổi khí hậu chỉ là nước biển dâng và thậm chí còn tỏ ra chủ quan, thờ ơ khi cho rằng mỗi năm nước dâng lên 1 cm thì còn lâu mới ảnh hưởng đến mình. Diễn biến thời tiết ngày càng khó lường là hậu quả của biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp đang quyết liệt hành động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng phù hợp. Tiếp tục chương trình, đường sắt Việt Nam thay đổi giờ chạy của nhiều tuyến tàu hỏa. Câu chuyện từng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân sinh sống bằng đường tàu. Cuộc sống bình dị của những người chăn nuôi tuần lộc ở cao nguyên Mông Cổ. Ed Sheeran và Taylor Swift tiếp tục thắng lớn tại lễ trao giải Billboard 2018. Thưa quý vị, đường sắt Việt Nam được bình chọn là một trong 10 tuyến đường sắt có hành trình đẹp nhất thế giới, đặc biệt là đoạn đi qua Vịnh Lăng Cô hay đèo Hải Vân. Tuy nhiên bên cạnh đó thì đường sắt Việt Nam cũng được đánh giá là có rất nhiều những đoạn, rất nhiều những tuyến nguy hiểm và bậc nhất.
và điển hình là khu đoạn đi qua những thành phố lớn như là Hà Nội, Hải Phòng. Người dân bám vào đường sắt để sinh sống và tạo thành những xóm đường tàu. Và xóm đường tàu thì tôi đã thấy rất nhiều. Và điển hình như là khu vực Lê Duẩn hay là Ngọc Hồi hay là đoạn qua Câm Thiên của thủ đô Hà Nội. Và tôi cũng lấy làm lạ tại sao người dân sống sát cái đường ray như vậy và thậm chí là không hề có một hàng rào nào ngăn cách mà không cảm thấy sợ hãi. Vâng, và theo như những người dân sống ở khu xóm đường tàu, họ cho biết là họ biết và tránh được tàu là nhờ vào việc là nhớ giờ tàu. Giờ tàu thì đã ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người. Mọi người như là một phản xạ tự nhiên và sẽ dựa vào đó để sinh hoạt và tránh tàu ạ. Do đó, thông tin thay đổi giờ tàu của đoàn tàu Thống Nhất mới đây, tôi tin chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống và sinh hoạt của những người dân tại đây. Vâng ạ, và đó cũng là nội dung của chúng tôi trong câu chuyện buổi sáng hôm nay. Chạy nhảy chơi cờ trên đường tàu, nấu nướng cạnh đường tàu, thậm chí tận dụng đường ray tàu hỏa để sản xuất. Đây là cảnh tượng thường thấy tại những xóm đường tàu. Dọc tuyến đường sắt Bắc Nam hiện còn rất nhiều xóm đường tàu như thế. Tàu hỏa đã trở thành một phần cuộc sống của người dân nơi đây. Họ nằm lòng những giờ tàu chạy như một quy luật để thích nghi, để cảnh báo. Do đó, thay đổi giờ tàu với nhiều người là một sự xáo trộn rất lớn. Tất cả đây đều, mọi người đều rất quan trọng về giờ tàu nhanh và trông cho khách ấy, cho những người đi qua đường tàu ấy. Tất cả khu vực này đều chạy ra để trông, chứ không phải là mình cứ ngồi trong nhà đâu. Ngành đường sắt mới thông báo sẽ thay đổi tàu SE trên tuyến Bắc Nam. Tàu SE1 sẽ xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22:20 hàng ngày. Tàu SE2 sẽ xuất phát tại ga Sài Gòn vào 21:55 hàng ngày. Tàu SE3 xuất phát tại ga Hà Nội vào lúc 19:30 hàng ngày. Tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn vào lúc 19:45 hàng ngày. Đồng thời, thêm hàng chục đôi tàu phục vụ cao điểm hè. Quy luật bị phá vỡ, nhiều người tỏ ra lo lắng. Nếu mà thay đổi thì tất nhiên là cũng có ảnh hưởng đối với người dân. Vì thường khi trước mà cái giờ trước thì là nó đã theo về quy luật rồi. Mà bây giờ thay đổi mà người dân phải biết được thì mới là có thể là người ta mới gì dễ coi là để ý đến về cái chuyện đó. Những người sống dân ở bên đường tàu thì lúc nào có cái phản xạ ấy, thì là ý thức được, còn đâu chỉ có những người ở đâu người ta đi nơi lạ, người ta đến, người ta đi qua đường tàu ấy, thì người ta không phải là những người dân đường tàu. Nhiều lúc người ta còn đứng gọi điện ở đường tàu hoặc người ta đỗ xe máy giữa đường tàu, xếp hàng bị đổ hàng, người ta chẳng giữa đường tàu. Nhưng ở giờ đây thì không có bị tai nạn giao thông ở khu vực này, là không có rồi, tai nạn đường sắt không có, không có luôn, toàn căn bảo vệ cho khách ấy. Bản là ở đây họ biết hết, chỉ có ở đâu xa xa thì họ không biết, họ đến đây họ không biết thì mình phải nhắc người ta. Nhất là cái bọn Tây nha con ạ, bọn Tây nó đến đây nhiều, những lịch lên nó chụp nhiều lắm thì phải bảo người ta. Đường sắt Việt Nam hiện có hơn 1.500 đường ngang có gác, trong đó có hơn 300 đường ngang sử dụng cảnh báo tự động bằng chuông, bằng đèn. Cùng với đó là hơn 4.000 đường ngang dân sinh. Đây là hiểm họa của 80% các vụ tai nạn giao thông đường sắt. Người dân vẫn nắm giờ để tránh tàu, thậm chí là lập gác chắn riêng. Nhưng giờ đây, giờ tàu thay đổi, những gác chắn tự mở lại phải mất một thời gian dài để điều chỉnh. Thưa quý vị và các bạn, dọc tuyến đường sắt Ngọc Hồi Hà Nội thì có rất là nhiều những gác chắn tự mở như thế này. Những người công nhân ở những cái xưởng sản xuất ở những cái xóm đường tàu thì làm thêm một nhiệm vụ, đó là nhân viên gác chắn bất đắc dĩ. Tuy nhiên thời gian gần đây, khi mà ngành đường sắt thông báo là sẽ thay đổi giờ tàu của một loạt những cái chuyến tàu thì chắc chắn là những cái gác chắn tự mở như thế này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhà cửa san sát nhau, chỉ cách đường ray tàu hỏa chưa đầy 2 mét. Hàng ngày người dân nơi đây vẫn sống và sinh hoạt như được lập trình sẵn. Một sự thay đổi nhỏ có thể gây ra những biến động lớn. Tuy nhiên, đường sắt lại chỉ quan tâm đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chứ không hề có một cuộc khảo sát đánh giá cụ thể nào trước khi thay đổi giờ tàu. Theo tôi thì rằng là bây giờ là nên có cái đánh giá để công bố cho xã hội, và từ cái xã hội thì người ta, một là người ta sẽ đồng tình và người ta tạo điều kiện cho cái công đường sắt kinh doanh và nó thành công. Còn nếu mà trong cái chuyện là ta cứ đưa ra như thế này sau không có một cái đánh giá, cái khảo sát gì cả, thì trong cái tầm xã hội người ta vẫn cứ coi rằng cái việc này là áp đặt,
Chứ còn nếu mà ta khảo sát tức là cái tác động nó đến mức độ nào và từ cái tác động đấy thì mình mới rút kinh nghiệm và mình có thể điều chỉnh tiếp theo. Chúng tôi đã thực hiện đúng những cái bước về công tác thông báo về thay đổi biểu đồ chạy tàu cũng như là thời gian chính thức thực hiện cái biểu đồ chạy tàu này, cũng như là cái công tác tổ chức bán vé cũng như là phục vụ hành khách và các cái chủ hàng tham gia vận tải cái đường sắt. Tiếng chuông báo leng keng, tiếng còi inh ỏi đã trở thành những âm thanh quen thuộc của người dân xóm đường tàu. Nhưng với những đoàn tàu tốc độ cao, với sự thay đổi về giờ tàu chạy, nếu không thích nghi, người dân thậm chí còn phải trả giá bằng cả tính mạng. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những sự kiện thông tin đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 23 tháng 5 năm 2018. Ngày hôm nay từ 18 giờ đến 22 giờ tại Beko Building, quận Phú Nhuận, thạc sĩ Dương Minh Chiết sẽ chia sẻ về tầm quan trọng của việc phát triển bản thân trước khi tạo dựng và phát triển kinh doanh cho những cá nhân, tổ chức muốn ra khởi nghiệp, kinh doanh, làm chủ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đây là một khóa học miễn phí hoàn toàn. Tối nay lúc 20 giờ tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc và Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Khát vọng khởi nghiệp bừng sáng bản làng. Chương trình nhằm hỗ trợ và khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số chung nhịp cùng quốc gia khởi nghiệp, thực hiện mục tiêu phát triển không ai bỏ lại phía sau. Tham gia biểu diễn trong chương trình là các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng của Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đoàn Văn Công Quân khu 2 với các tiết mục mang âm hưởng miền núi phía Bắc nhằm tái hiện cuộc sống lao động và văn hóa các dân tộc thiểu số. Từ hôm nay tới hết ngày 1 tháng 6 tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Nghệ thuật Đương đại, khán giả sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những bức tranh được lấy cảm hứng từ thiên nhiên và con người vùng Tây Bắc Việt Nam. Năm họa sĩ tài năng Lê Kinh Tài, Nguyễn Quang Vinh, Lê Minh Đức, Chu Văn và Bùi Văn Tuất, mỗi người có một cảm nhận riêng và phong cách hội họa riêng, đã tạo nên 24 tác phẩm cho triển lãm miền Tây Bắc. Năm họa sĩ với năm sắc thái đã tạo nên sự phong phú mới mẻ trong một triển lãm về một chủ đề không còn là mới. Ngày hôm nay, ngày 23 tháng 5, triển lãm Phù Du của nghệ sĩ Marianne Smolska sẽ được chính thức diễn ra tại phòng tranh Đông Phong, số 3 Lý Đức Thành, Hà Nội. Bắt tay vào sáng tác sau khi nam ca sĩ David Bowie qua đời, chúng tranh vẽ bằng bút chì này hé lộ suy tư về sự mong manh của cuộc sống, về thời gian trôi, về sự lão hóa không thể tránh khỏi của cơ thể và những vết thương của sự mất mát cần được băng bó, chăm sóc và thậm chí là khâu khép kín. Những minh họa thanh mảnh qua đường thêu của Marianne Smolska không chỉ là sự tiếp nối trường phái Vanitas thế kỷ 17 tại Pháp và Thái Lan, những bức họa tĩnh vật phúng dụ về cái chết và sự phù phiếm của các dục vọng, mà còn là sự kết nối các yếu tố văn hóa Việt sử dụng giấy thủ công, các họa tiết tinh tú, cây cỏ, tục thờ cúng tổ tiên và các thần thổ địa. Được xếp vào một trong 7 kỳ quan thế giới đương đại, ngôi đền Taj Mahal mỗi lượt thăm thu hút được gần 6,5 triệu lượt khách du lịch tới tham quan bởi không gian mê hoặc như cổ tích. Tuy nhiên gần đây thì chính sách chính phủ Ấn Độ đã thực sự bày tỏ lo ngại ngôi đền này đang có nguy cơ chết dần vì ô nhiễm. Ngôi đền Taj Mahal của Ấn Độ nổi tiếng có sự thay đổi màu sắc khác nhau vào từng thời điểm trong ngày vì được xây dựng bằng đá hoặc cường trắng. Taj Mahal sẽ có màu hồng nhạt vào buổi sáng, màu trắng sữa vào buổi tối và vàng vào ban đêm khi được ánh trăng chiếu sáng. Thế nhưng thời gian gần đây, vào ban ngày, các du khách có thể thấy rõ được ngôi đền này không còn giữ được màu nguyên bản mà dần chuyển sang vàng nâu vì ô nhiễm môi trường cao ở thành phố Agra. Hiện tại, chỉ số ô nhiễm tại Ấn Độ lên tới 523, mức cực kỳ nguy hiểm so với mức độ an toàn là 50 theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Vì vậy, để bảo tồn di tích này, chính phủ Ấn Độ đã ban hành luật liên quan chỉ các phương tiện chạy bằng điện mới được phép tới gần ngôi đền, đồng thời công bố một số vùng bảo vệ môi trường có diện tích hơn 10.000 km2 xung quanh Taj Mahal nhằm kiểm soát độ ô nhiễm tại đây. Đền Taj Mahal đang chết dần vì ô nhiễm, nhiều dòng sông trong thành phố cũng đã chết, có quá nhiều phương tiện ở đây, các công trình xây dựng mọc lên như nấm, khách du lịch thì rất đông. Để tăng cường công tác bảo tồn cho Taj Mahal, các nhà chức trách cũng đã lên kế hoạch tăng giá vé vào ngôi đền, một phần giúp hạn chế số lượng du khách trong thời gian bảo tồn, một phần có thêm chi phí cho các hoạt động tu bổ.
Dù ở vùng xa xôi của Mông Cổ, tách biệt với cuộc sống hiện đại, nhưng những người Dunkan vẫn hạnh phúc với cuộc sống đơn giản, dựa vào thiên nhiên, chăn thả những đàn tuần lộc và thường xuyên di chuyển chỗ ở. Dù bên ngoài kia thế giới có thay đổi ra sao theo thời gian đi chăng nữa, thì lối sống theo kiểu du mục ấy dường như vẫn không hề thay đổi. Trong một khu rừng xa xôi, cách con đường gần nhất khoảng 200 km, Odenibat Chulu đang cố gắng gọi những con tuần lộc của ông. Người đàn ông 55 tuổi này, một cư dân của bộ tộc Dukha, đã lang thang cùng đàn tuần lộc của mình khắp các cánh rừng taiga nằm ở biên giới Mongolia. Cuộc sống của bộ tộc nhỏ bé này dường như không hề thay đổi kể từ khi tổ tiên của họ bắt đầu thuần hóa loài động vật này từ hàng nghìn năm trước. Mỗi ngày, Chulu đều thả những con tuần lộc của ông vào rừng kiếm cỏ ăn, chủ yếu là đĩa y và rêu. Chúng sẽ trở về theo tiếng gọi của ông khi đã no bụng. Mỗi năm chúng tôi sẽ di chuyển chỗ ở khoảng 3 đến 4 lần, dọc theo con đường đi tìm nguồn cỏ cho đàn tuần lộc. Đàn tuần lộc sẽ chỉ béo tốt khi sống ở nơi có đồng cỏ tươi tốt mà thôi. Cả cuộc đời ông đã gắn bó với đàn tuần lộc này, bởi đối với ông, những đàn tuần lộc là tất cả những gì ông có. Chúng mang tới cho những người Dukha như ông nguồn thức ăn, phương tiện vận chuyển. Hiện bộ tộc Dukha ở Mongolia có tổng cộng khoảng 280 người. Đây được xem là một trong những nhóm dân tộc ít người nhất trên thế giới. Nhắc đến ẩm thực Bỉ, người ta không thể không nhắc đến món ăn vô cùng phổ biến và quen thuộc với những người dân tại đây. Đó chính là khoai tây chiên. Đây là một trong những món ăn rất được yêu thích tại Bỉ. Với mục tiêu chế biến khoai tây chiên thành một biểu tượng ẩm thực của nước này, chính quyền Bruxelles đã quyết định thay đổi diện mạo của những quầy bán khoai tây chiên. Các quầy bán khoai tây chiên mới được thiết kế bọc ngoài bằng nhôm sáng loáng, phía trong lát gạch, có màu sắc tùy theo sở thích của người chủ, trên mái có lắp các tấm pin mặt trời và hệ thống thu nước mưa để tái sử dụng. Chịu trách nhiệm thiết kế cho những quầy bán khoai tây mới ở Bruxelles là Studio Moto. Các kiến trúc sư thiết kế cho biết vẫn giữ lại những nét cũ mà người dân Bỉ thích, nhưng đã cho thêm những nét mới hiện đại để thu hút khách nước ngoài. Điều mà chúng tôi thực sự quan tâm là không làm mất đi những hình ảnh cũ mà người dân Bỉ vốn đã quen thuộc và yêu thích. Và nhiệm vụ của chúng tôi đó là làm thế nào để các quầy này trông thật đẹp mắt, nhưng lại có nét riêng ở mỗi địa điểm khác nhau. Vusitema Keman đã bán khoai tây chiên ở Bruxelles trong suốt 34 năm qua. Và ông đang thực sự mong chờ vào sự thay đổi mà các nhà thiết kế hứa hẹn. Tôi thấy rằng dự án này rất tuyệt. Nó sẽ giúp cho những du khách tới Bỉ cảm thấy ấn tượng, cũng như dễ dàng tìm thấy các quầy bán. Dự kiến các quầy bán khoai tây chiên mới ở Bỉ sẽ ra mắt vào năm 2019. Đến hết lên cuộc đua marathon thường niên trên vạn lý Trường Thành, một trong những đường đua khắc nghiệt nhất thế giới đã diễn ra ở Trung Quốc. Hầu hết thí sinh đều nhận định đây là cuộc đua marathon khắc nghiệt và khó khăn nhất mà họ đã từng tham gia. Nhấp từng bước chân một cách khó khăn, vận động viên này là một trong những thí sinh đến từ 62 quốc gia tham gia tranh tài tại sự kiện. Sở dĩ người chơi tiêu tốn nhiều sức lực là vì đường đua có địa hình đặc biệt và nhiều bậc thang lên xuống liên tiếp. Hầu hết thí sinh đều nhận định đây là cuộc đua marathon khắc nghiệt và khó quên nhất mà họ từng tham gia. Hoàn thành đường đua nhanh nhất ở hạng mục dành cho nam là vận động viên người Italia Oscar Perego với thành tích 4 giờ 1 phút 14 giây. Còn ở hạng mục dành cho nữ, người giành chiến thắng là chị Maria Marinkovic đến từ Nam Phi. Thật sự rất khó đi khi bạn nhìn vạn lý Trường Thành trong các thước phim, bạn không thể tưởng tượng được các bậc thang cao và nhiều như thế nào. Tuy vậy, không thể phủ nhận vẻ đẹp và sức hấp dẫn của công trình này. Cuộc đua marathon trên vạn lý Trường Thành được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999. Sự kiện này diễn ra vào ngày thứ Bảy tuần thứ Ba của tháng 5. Mặc dù đám cưới hoàng tử anh Harry và vị hôn thê Meghan Markle đã diễn ra, song dư âm của nó vẫn còn. Mới đây, nhằm chúc phúc cho cặp đôi này, thợ làm bánh nổi tiếng người Anh Lara Mason đã dành khoảng 250 giờ đồng hồ để thiết kế và thực hiện chiếc bánh độc đáo mô phỏng hoàng tử Harry và người đẹp Meghan Markle. Để có được chiếc bánh có kích thước y như thật này, chị Lara Mason đã mất khoảng 250 giờ đồng hồ để thiết kế và thực hiện. Chiếc bánh được làm từ 300 quả trứng cùng khoảng 15kg bột, 15kg bơ và một lượng đường chừng 15kg. Bên cạnh đó, chị còn cần thêm khoảng 4,5kg kem bơ để kết nối những phần riêng lẻ khác nhau khi đặt trên phần khung đặc biệt.
Ngoài ra, nghệ nhân làm bánh này còn sử dụng gần 20kg sô-cô-la và 50kg kem để phủ bên ngoài của chiếc bánh, cũng như trang trí tác phẩm sao cho thật giống hoàng tử và vợ của mình. Hiện chiếc bánh đang được trưng bày tại cuộc thi làm bánh kem quốc tế và có thể đủ cho 500 người. Mới đây nhất, để cảm ơn những người đã tham dự đám cưới, Hoàng tử Harry và vợ đã công bố những bức ảnh đầu tiên về hôn lễ. Cặp đôi đồng thời công bố 3 bức ảnh chính thức tại lễ cưới, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Alice Lubomirsky. Một bức ảnh cho thấy vợ chồng Hoàng tử Harry bên cạnh những người thân. Bức ảnh thứ hai là cảnh cô dâu chú rể chụp bên cạnh các phù dâu phù rể nhí, trong đó có hoàng tử bé George cùng công chúa nhỏ Charlotte. Bức thứ ba là một tấm ảnh đen trắng chụp cặp đôi ở khuôn viên bãi cỏ phía đông lâu đài Windsor, nơi diễn ra lễ cưới. Thưa quý vị, cả Premier League và châu Âu ngỡ ngàng khi chứng kiến Mohamed Salah khuynh đảo cầu trường từ một cầu thủ không còn giá trị ở Chelsea sau 4 năm lận đận ở các câu lạc bộ khác. Salah đã trở thành người hùng thực sự của Liverpool và bóng đá Ai Cập. Với Salah, thanh niên Ai Cập giờ đã có một nguồn cảm hứng mới. Với người dân Ai Cập, Salah là hình mẫu lý tưởng đối với những người trẻ. Bất kể động thái nào của chân sút số 1 ngoại hạng Anh cũng đều trở thành xu hướng hot nhất trên mạng xã hội. Vì thế, trên mọi ngõ ngách của Ai Cập, hình ảnh về cầu thủ này phổ biến ở khắp nơi, đơn cử như trên chiếc đèn lồng này. Năm nay tôi bán được rất nhiều đèn lồng, chủ yếu là những đèn lồng có hình Mohamed Salah. Trong các cửa hiệu, các sản phẩm có hình Mohamed Salah cũng được bày bán rất nhiều và bán rất chạy. Mohamed Salah đang đóng một vai trò quan trọng trong giới trẻ Ai Cập, ai cũng yêu mến anh ấy. Đối với người Ai Cập, Salah không chỉ dừng lại ở một mẫu cầu thủ tài năng mang đẳng cấp thế giới, anh còn là biểu tượng chất chứa rất nhiều hy vọng của một thế hệ đang chữa lành vết thương sau bao bất ổn xã hội. Salah đã tặng 282.000 đô la Mỹ cho Tayamas, một quỹ của nhà nước nhằm tài trợ cho các chương trình phát triển ở Ai Cập. Hành động này của Salah khiến một số người hâm mộ giận dữ. Họ cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy anh ủng hộ Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, bởi quỹ này nằm dưới sự giám sát trực tiếp của ông Sisi, người đã nhiều lần kêu gọi ủng hộ đóng góp giúp phát triển đất nước Ai Cập. Nhưng số đông người hâm mộ coi đó là động thái yêu nước của Salah nhằm giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Lễ trao giải Billboard Music Awards 2018 đã khép lại tại nhà thi đấu MGM Grand Garden, Las Vegas với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Với thông tin được giữ bí mật tới tận phút cuối, Taylor Swift và Ed Sheeran là hai nhân vật giành được nhiều giải thưởng nhất. I've been to an award show in a few years, and it is so nice to be here tonight, and it's so nice to... And I want to thank all the artists, all the female artists who paved the way for us. Thank you so much for this award. I did not think I'd be getting this as well. So thank you very much for the top artists of the year. As I said, this is the first time I've ever won the Billboard award, and I wish I was there to collect it, but I'm in Dublin, and I'll have a Guinness. Thank you so much, and have a wonderful rest of the night. Drake, Kendrick Lamar, Bruno Mars. And the Billboard Music Award goes to Ed Sheeran! Ed is on tour in Ireland and he could not be here with us tonight, but he did send a special message for you. Thưa quý vị, thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kế tiếp.